Cơm nước dở không? Cồn nấu. Cồn nấu. Ngủ trưa lắm nha. À, ngủ trưa. Còn mấy giờ? Có khi 10 giờ. Trời trưa. Là thì nó có làm dâu gì đâu? Đâu có làm dâu, bởi ông già chồng thôi chứ. Ủa bà làm dâu nó hả? Nó làm dâu. À, xin mời chúng ta giới thiệu về mình. Tên là Nguyễn Thị Thị Dung, 56 tuổi, ở Dầu Tiếng, Bình Dương. Yeah. Ngày ở nhà nội trợ. Cảm ơn chị Dung đã đến đây tham gia chương trình nha. Yeah. Con tên Nguyễn Thị Quỳnh Như, năm nay con 21 tuổi. Con đến từ Thanh Tiền, Dầu Tiếng, Bình Dương. Con làm spa. Con làm dâu mẹ Dung bao lâu rồi? Dạ được 2 năm. Trời đất. 19 tuổi lấy chồng rồi hả con? Lấy chồng hả con hả? Lấy sớm quá hả? Dạ. Mười mấy quen nhau? Dạ, biết nhau từ nhỏ rồi, tại hai gia đình cũng ở gần nhau. À, ở sát bên nhau. Biết nhau từ nhỏ nhưng mà bắt đầu xuất hiện cái tình yêu đó. Nó từ năm mười mấy nè? À, từ lúc anh đi nghỉ dụ là năm 18 tuổi. 18 tuổi, bắt đầu yêu đó hả? Vậy là yêu nhau mấy năm thì cưới? Yêu nhau một năm là cưới rồi. Những cái ngày mà bình thường đó thì mẹ chồng có hay nói chuyện với con dâu tương lai này không? Hồi lúc mà đây ở gần gũi á, cái chỗ này đi vào chỗ khác nên cũng không có gần gũi con dâu, không có để ý gì hết. Coi như bé hàng xóm bình thường. Bé hàng xóm bình thường. Dạ. Tới chừng mà nó quen con trai mình á, rồi nó về cũng không nhìn ra nữa, tại miệng lớn quá, nó nói con là bé Như nè. Mà lần đầu tiên trai dắt về hả? Ở đi nghỉ dụ rồi nó cũng lên nhà mình đó. Nó lên rồi nó chở mình đi thăm con trai mình vậy đó. Nó lên tự nó giới thiệu là người bạn gái luôn hả? Trời đất ơi, gan vậy hả? Ủa cô, mà lúc đó là con trai có gọi về để thông báo là mẹ ơi có bé Như rồi đó. Bữa nay con quen bé Như, con yêu bé Như qua nhà thăm mẹ, có nói đó. Không cô? Có nói là con bé Như lên lên thăm rước. Lúc đó là bạn bè thôi chứ chưa có rước, yêu mẹ đi thăm lên vài lần con. Sau mới gọi là quen. À, tức là lúc đó là chưa có yêu. Dạ. Là mẹ cũng chưa nghĩ gì hết. Dạ đúng rồi, chứ lên thăm bạn bè thôi, rồi lúc đó rồi xong rồi mới nhắn tin mấy tháng sau mới chính thức là quen. Cô mà tới hồi biết là đây là bạn gái của con trai mình, lúc đó là cô nghĩ gì? Cô cũng bình thường, không có nghĩ gì. Tại vì mình biết nó từ nhỏ giờ. Dạ. Cái mình cũng không có nghĩ gì hết nè. Mình với là anh Xui, chị Xui á, là cũng thân thích qua lại với nhau đó. Là bạn luôn. Bạn luôn đó. Hàng xóm láng giềng có nhau đó. Đi quá trời. Trời. Vậy đâu có gì đâu khai thác. Khi nó y y á, dâu y y nó đâu sợ đâu. Chắc nó không có sợ. Đúng đúng Như. Dạ, con bình thường với em. Thấy chưa, nó y y hàng xóm nó đâu có sợ gì đâu. Mà nó giống như bạn bè. Vậy làm dâu sao cô? À, ngày đầu tiên nó về á. Về cái nó ngủ với cô á, thì thằng kia đi nghỉ dụ mà. Nó ngủ với cô cái nó mở dấu. Nó ngủ với cô cái nó mở dấu. Mình thấy nó kiểu vậy thôi. Nó còn nhỏ quá, còn cũng mò luôn. Trời ơi, lúc đó nghĩ gì? Nghĩ gì mà xin mò dấu? Không có xin, tại em nhỏ giờ em ở với mẹ là cứ vậy quen rồi. Cái tưởng đâu mẹ cũng mẹ ruột ngủ cứ quay qua vậy thôi. Trời ơi trời. Rồi mình về ở nhà mẹ chồng, mình có hay về nhà mình không? Hay là sáng nhà mẹ chồng, chiều nhà mẹ ruột mình? Dạ thì con về nhà mẹ đi. Mẹ nhà con với nhà mẹ cũng gần nhau nên sáng con về nhà mẹ, xong rồi chiều con về ngoại. Đó. Vậy mẹ chồng có buồn không? Có con dâu mà nó không có. Con không có cái gì buồn. Ủa, dễ vậy sao? Dễ ẹt vậy đó hả? Cô, nhưng mà từ ngày về làm dâu rồi có làm cái điều gì mà cô phật lòng chưa? Không, cô cũng vẫn thương nó như con gái, mình không có nghĩ, cũng như không có nói đi, mình cứ làm đi. Mình cứ công chuyện mình dạy mình làm vậy thôi. Mà cô có dạy cái gì không? Ví dụ như có thiếu sót cái gì cái cô kêu ra cô nói không? Cái gì cô? Nó gây lộn hay hoặc nó nói ấy rồi cái mình nói con đừng nói vậy, họ cười chết. À, có khi nó vợ chồng mày tao. Trời đất ơi trời. Cái nó con đừng nói vậy nha, họ cười chết à. Con quen. Rồi cơm nước thì sao cô? Cơm nước giỏi không? Cồn nấu. Cồn nấu. À, ngủ trưa lắm nha. Là ngủ trưa. Còn mấy giờ? Có khi 10 giờ. Trời trưa. Là
thì nó có làm dâu gì đâu. Đâu có làm dâu, bởi ông già chồng thôi chứ. Ủa bà làm dâu nó hả? Nó làm dâu hả? Ủa vậy con? Thôi kệ nó, đâu có gì đâu. Mình nấu mình kệ như không. Thôi không có nó. Thôi như không có nó đi. Ừ vậy đó. Thôi không có mặt nó nhà luôn đi. Kệ muốn làm gì làm. Nhà mình có dâu nhiều không? À, hai dâu, có dâu ghê ở riêng. Ở riêng. Còn đó, này dâu Úc. Ở chung. À, có khi nào mình nghĩ thôi ước gì mình lấy kêu dâu kia về ở chung để nhỏ này ở riêng đi cho khỏe. Không có. Không có. Không dễ luôn. Ủa rồi có bao giờ con làm một bữa cơm hay là đi chợ tự mình nấu ăn rồi mời ba mẹ chồng ăn không? Dạ có, nhưng mà con nấu thì không được ngon. Ba kêu thôi để mẹ nấu đi, ba ăn được hơn. Nên thôi để mẹ nấu. Hay là con cố tình nấu không ngon? Không. Con người cố tình á. Đó giờ tại con không có nấu ăn thiệt. Tại đó giờ con sống với ba mẹ, cái xong rồi ba mẹ mất thì sống với ngoại. Thì ngoại đi nấu cho ăn luôn. À. Rồi về làm dâu con làm gì? Ai chú đổi câu này hay quá. Thì sáng lên đi làm, sáng con làm tiệm trước nhà đó. Cái xong vô thì mẹ nấu ăn, ăn xong rồi chơi với con, rồi có khách thì ra làm tiếp. À, làm dâu là để nó làm ở tiệm. Vậy làm dâu cái sáng ra làm tiệm không về ăn rồi chơi với con thôi. Làm dâu dễ. Có lúc nào làm dâu mà mình thấy nó khó với mình không? Dạ không, tại mẹ dễ. Làm gì mà khó hả? Không áp lực ngày nào luôn hả? Không. Ngày đầu tiên đi về làm dâu có áp lực không? Ngày đầu tiên, không, được ngày đầu tiên em về sớm nha. Không, bữa đó khi về là ngoại dặn rồi sáng về sớm nha, đừng để tao quýnh giá nha. À. Dạ, cái đầu sáng đó cũng 6 giờ dậy. Ừ, làm rồi làm gì? Ra dọn dẹp, rồi bữa trước là đám tiệc, ra quét dọn cái sân này kia, cái vô ngủ tiếp, vô ngủ tiếp. Thức từ lúc làm dâu giờ nó quét đúng cái sân lần đó. Giỏi à, con giỏi. Có giặt đồ không? Không, đồ ba chồng giặt. Có đi gom đồ để giặt không? Nó gom thôi. Đó, được cái đó đó. Được cái gom đồ thôi. Ừ. Còn quần áo để mẹ chồng giặt. Nấu ăn để mẹ chồng nấu. Khỏe, thấy không, bà con thấy sướng không? Con dâu hiện đại sướng lắm á. Nhưng mà mẹ chồng vẫn rất hạnh phúc, rất là vui đúng không? Đâu có buồn gì con dâu đâu. Tại sao lại không buồn, không giận nó nè? Tại vì nó mồ côi. Cái hoàn cảnh của nó cũng giống mình. À. Nên từ chỗ đó chị thương nó hơn. Thì đó nên hai mẹ chồng cứ muốn thử nó thấy mình buồn, cái là nó bét đi ăn mẹ. Đó, hoặc giữ tốt xe chở đi. Vậy mà không thương sao được đúng không? Lâu lâu buồn buồn nó mò nó mình vui nữa đúng không? Sau khi làm dâu thì thấy tính tình con dâu mình có hợp điều gì với mình không? Hay là có những cái điều gì không hợp? Cũng hợp. Hợp là về gì nè? Tại vì nó sao? Nó cũng hèn, cũng giống mình. À. Có khi mình lớn tiếng chị cũng ấy lắm à. Lớn tiếng luôn hả? Ấy lắm mà là sao cô? Không, chị cũng sợ. À. Rồi, hồi cái chị nói, ôi tại mẹ lớn tiếng mà. Lớn là lớn là la hả? Không có la, kiểu mình lớn tiếng, mình nói chuyện với nó mà lớn tiếng thôi á. Biết là cái giọng quen. Mẹ đó giờ là nó lớn tiếng, mày nói chuyện bình thường không mà tưởng mày chửi lộn không. Nghe cái sợ, biết rồi cũng quen là cũng bình thường. Có bao giờ cô dâu này làm cho cô buồn điều gì không? Sự là có cái điểm nào làm cho cô buồn? Buồn là hai vợ chồng nó gây lộn là làm cô buồn thôi. Chứ ngoài ra trong cái lối sinh hoạt là không có cái gì là cô để bụng hết. Để tao cô làm hết rồi còn gì nữa. Cô làm hết có gì đâu cô buồn. Nó không buồn thôi chứ cô buồn. Bây giờ nè, mời chuyện vợ chồng qua kia. Thôi đi qua đây đi, qua đây đi. Trời để ơi. Tôi đây ngồi tôi nói chuyện với... Này là con nít con non mà mày đặt lấy chồng nè. Rồi sao, tâm sự cho chị Ngọc Lan nghe coi. Đi về làm dâu mà sung sướng quá vậy rồi có bao giờ mà mình ngồi mình khoe với bạn bè mình là hả, ê tao làm dâu sướng lắm, không làm gì hết trơn á. Có chứ chị, em cũng bạn bè hay hỏi mày về làm dâu sao, có ba mẹ chồng mày có sướng, có này kia như hay tụi nó hay coi trên phim đó, tụi nó diễn ra. Cái kêu hao ba mẹ tao sướng á, tao mà biết lấy chồng sướng vậy tao lấy luôn. Rồi có về kể cho bà ngoại nghe về những câu chuyện mà mình làm dâu sung sướng không? Có chứ chị. Rồi ngoại có chắc chắn là ngoại la đó. Dậy đúng. Trễ ngoại la nè, đúng không? Ngoại cũng ngoại rầy, ngoại kia là mày làm vậy rồi người ta chửi tao, người ta nói tao là không biết dạy. Cái kia không sao mẹ con dễ, mẹ con kia là sống sao mà cứ hạnh phúc là được. Đừng có gây lộn làm mẹ buồn. Có những lần mà hai vợ chồng cãi nhau á rồi biết mẹ buồn không?
Biết chứ chị, lúc đó mẹ khóc hoài luôn. Cãi trước mặt mẹ luôn. Chồng em thì nó hay nóng tính á, cái hai đứa thì không có đứa nào nhịn đứa nào hết. Cái cãi là mẹ buồn. Cái lần mà cãi lớn nhất là lần nào? Cãi lớn nhất là chắc chồng em á, nhắn tin với người khác thôi. Nhắn tin thôi chứ chưa làm gì trơn, mới nhắn tin thôi. Cái bị em phát hiện rồi. Lúc đó là chưa có cưới, mới làm đám hỏi thôi. Em kêu là thôi giờ nếu vậy là không chung tình rồi, không có ở nữa, là quyết định là không có tiến tới hôn nhân luôn. Cái em nói mẹ, cái mẹ cũng khóc. Mẹ kêu thôi đừng có vậy nữa, mẹ buồn. Mẹ tại lúc mẹ thương em lắm. Cái cũng kêu thôi giờ chọn diễn vậy rồi con không ở được. Lúc đó là mẹ nè, ba nè, rồi gia đình bên chồng nó xuống nói chuyện với ngoại. Lúc đó em về nhà ngoại luôn? Dạ đúng rồi, em về ngoại luôn. Cái nó xuống nói chuyện với ngoại mà nói là thôi giờ cho mẹ đứng ra mẹ cam kết đi. Mẹ cam kết là diễn sau này mà có tái phạm nữa thì mẹ bỏ luôn, mẹ không nói nữa, giờ thôi hương mẹ đi, bỏ cho nó qua một lần đi. Cái lúc đó mới thôi, mới bỏ qua. Cái từ đó về sau là hai vợ chồng hạnh phúc tới giờ. Chứ không là cũng lình ình. Là trận đó là trận lớn nhất. Dạ. Từ ngày hôm đó cho tới ngày hôm nay là cuộc sống gia đình nó rất là vui vẻ. Dạ đúng rồi. Mà chị hỏi thiệt, có bao giờ mà em cảm thấy là cái sự thiếu sót của mình trong cái chuyện mà chăm sóc cho gia đình, nhất là gia đình chồng á, em có bao giờ nhìn lại những cái điều đó của bản thân mình không? Em cũng không để ý nữa, cứ vô tư em sống vậy. Vậy không bao giờ nghĩ tới những chuyện đó hả? Dạ. Thật ra thì chị Lan cũng vẫn khuyên là, biết là tuổi của em cũng rất là còn nhỏ, và kể cả chồng em cũng rất là còn nhỏ. Bây giờ mẹ còn trẻ nè, mẹ còn khỏe, mẹ có thể chăm lo được cho tụi em. Nhưng một ngày nào đó mẹ lớn tuổi rồi, mẹ không chăm được thì bản thân em và chồng em phải là trụ cột của gia đình, là phải biết làm. Về mình dính thời gian ra xíu, mình tập một chút xíu, để lỡ có cái gì thì mình vẫn có thể làm được. Cái điều gì ở mẹ em thích nhất? Mẹ dễ. Dễ hả? Có hay tâm sự với nhau không? Có thấy lâu lâu mẹ buồn gì, hỏi mẹ có chuyện gì là mẹ kể ra hết. Kêu thôi mẹ cứ kể đi, kể cho nhẹ lòng, cứ kể hết đi con nghe cho. Cái mẹ kể ra, cái hai mẹ con tâm sự, cái thôi đi chơi đi mẹ, đi chơi cho hết buồn. Cái hai mẹ con dắt nhau đi chơi. Bây giờ em còn cái điều gì mà em cảm thấy là em muốn làm cho mẹ không? Muốn làm chắc em sẽ về em nấu một bữa ăn ngon cho mẹ. Nhớ nha, làm cái điều đó nha. Rồi chú Linh ơi, không có cái gì hết trơn, cô dâu này quá sung. Mẹ bên đây là mẹ cười nhưng mẹ rơi nước mắt đó. Đúng không? Đúng. Khi mà con dâu nói cái câu mà cũng mong nấu ăn cho mẹ thôi ha. Đúng không chị hả? Thật ra là chị quá thương con dâu luôn. Mẹ chồng thương con dâu như là con ruột của mình vậy. Đúng. Tại vì nó mồ côi á. Mồ côi hả? Thật ra là mình cũng hiểu cái hoàn cảnh ha. Có bao giờ mà mẹ con ngồi cùng chia sẻ rồi mẹ con cùng khóc không chị? Có hả? Chị hay khuyên con dâu mình điều gì? Thì không yêu chồng cho hạnh phúc này kia. Dạ. Vậy thì lúc mà con trai mình với con dâu cãi nhau đó, thì chị có đứng ra giải quyết, chị muốn làm trọng tài? Có. Mình ra la cho con trai mình. La cho con trai hả chị hả? La cho con trai mình. Đây chị lau nước mắt đi. La con trai. Rồi có la con dâu không? Không. Không có la con dâu. Mình chỉ nói con dâu thôi giờ thương mẹ rồi, sống cho hạnh phúc đi, tại vì cũng sắp sửa có cháu rồi. Bây giờ về sống thì cũng được thằng cháu được tuổi rồi. Một tuổi bây giờ là có cháu nội ẵm bồng rồi ha. Chị có mong muốn điều gì con dâu của mình không? Dạ chị mong muốn là hai chồng nó hạnh phúc thôi. Vậy thôi hả? Còn nó có làm hay không cũng quan trọng đúng không? Đúng rồi. Cơm nước chị lo, giặt giũ quần áo để chồng chị lo. Trời. Thôi về đi con gái đi thôi. Về. Tôi hết biết cái bà mẹ chồng này luôn rồi. Con đó rồi tôi cũng giữ luôn chứ. Trời ơi, con cũng giữ luôn vậy đó. Coi như mẹ không có mong muốn điều gì chứ á, chỉ mong tụi con hạnh phúc thôi. Hạnh phúc thôi. Không cần làm gì luôn. Không cần làm. Không cần kiếm tiền luôn. Bữa nào á, tôi biết không? Bữa nào mà hả nó ngủ tôi á, hỏi 5 giờ rồi tôi dậy tôi làm thì thằng nhỏ cũng vậy. Rồi là dù giữ dù làm là chỉ ngủ. Còn bữa nào mà thấy thôi bữa nay mẹ mất công chuyện á, con ẵm con lên trên gác ngủ đi rồi mẹ làm ha, rồi xong rồi mẹ đi công chuyện mẹ ẵm đi, chứ là nhỏ ngủ với chị không à. Coi như
bà nội lo hết luôn rồi đó. Có khi mình nấu cơm cho đã đời cái chiều, mẹ ơi đi ăn mẹ ơi, mẹ ơi cơm nấu rồi không chịu ăn, kệ nó đi. Một hai bắt mình lên xe phải đi với nó. Thật ra cô dâu này á lý lắc, cho nên là tạo cái không khí ở trong gia đình nó cũng là một cái chất kết nối các thành viên lại với nhau. Đúng đó, đúng đó. Nó thấy mình buồn là nó kiếm chuyện đó. Đúng đó, vậy là cũng có một cái ưu điểm nha. Hoạt náo viên. Để trước khi đi ai lo ba hai bộ đồ này? Mẹ lo. Mẹ lo luôn hả? À, mẹ kêu thôi bạn cặp với mẹ đi cho đẹp. Trời ơi, mẹ chu đáo quá hả? Rồi thời gian dành cho con dâu, dành cho cháu hết rồi, thời gian nào dành cho ổng? Dành cho cháu với con thôi. Không có nha. Con với cháu trên hết mà. Hôm nay thì con có muốn nói gì với mẹ chồng con không? Thì con cũng cảm ơn mẹ. Trong 2 năm qua là mẹ hương con y như con ruột luôn. Cái chuyện gì là cũng bên con hết trơn á, bảo vệ con hơn con ruột nữa. Nói chung là cảm ơn mẹ tất cả. Cảm ơn mẹ tất cả. Hôn mẹ cái thôi. Còn mẹ sao nè? Mẹ cũng cầu mong là vợ chồng con sống hạnh phúc thôi, chứ không có mong cái gì hết á. Cô vậy thì cho con hỏi là cái điều gì mà cô lo lắng nhất ở thời điểm này? Điều lo nhất cái hả? Dạ. Là sợ hai đứa gian rồi tội cho đứa nhỏ thôi. Thật ra là cô lo đúng, thì mỗi lần thấy nó cãi nhau là càng lo nữa. Đúng rồi. Nhưng mà vợ chồng con tìm cách nào đỡ cãi nhau hơn có? Hôm nay hết cãi rồi chú, từ cái đợt đó xong về giờ là hai vợ chồng hòa thuận lại. Cãi nhau con có mét mẹ không? Không, cãi là sùm lên là mẹ tự biết, không cần mét luôn. Trời ơi. Vậy nó cố tình cãi sùm luôn để cho gọi là mẹ biết. Là mẹ biết mẹ toàn là la, nãy giờ mẹ nói biết là tôi la con cãi không à. Nè, cãi nhau hoài á, mẹ biết nhiều quá là mẹ bệnh đó. Không, y như là từ cái chuyện đó về sau là không chưa thấy chuyện nào cãi nhau nữa. Có gì là hai vợ chồng kéo nhau vô phòng nói chuyện thôi, cái xong thôi. Nên bây giờ nè, chị Lan hỏi là có từ ngày em về em làm dâu á, em cảm thấy em làm được cái gì cho mẹ chồng? Tự nghĩ coi. Làm đẹp. Với phụ. Rồi đâu biết sửa soạn đâu, nói sửa soạn cho tụi thì mẹ đi đâu thì em trang điểm ở nhà, cái em gội đầu, thôi mẹ gội đầu, mẹ thích gội đầu lắm. Cái thôi mẹ lên ghế gội đầu cho, gội đầu, thôi làm móng đi. Làm móng xong rồi, thôi đi trang điểm đẹp đẹp hay mẹ con đi chụp hình. Cũng được vậy. Thật ra đây là cái điều mà bản thân con nói thiệt. Nếu mà con có mẹ chồng á, con cũng rất là muốn làm cái điều đó. Bởi vì con rất là thích được chăm chút cho người khác trong cái chuyện làm đẹp. Tại vì chuyện làm đẹp là mình quá hiểu biết rồi, cho nên là mình sẽ chăm sóc lại cho cái người đó. Và mình dắt đi chơi, mình đưa đi chơi. Con rất là thích đi chơi cùng với lại gia đình chồng. Nên là em làm cái điều này chị rất là thích. Và đây là lý do mà mẹ rất là thương em. Thật ra là con giỏi đó, con có hai điều rất là thuận lợi. Mà hai điều này rất là quan trọng trong mỗi gia đình. Đó là sự hài hước. Sự nũng nịu, biết đem những cái sự hài hước đó để chen vào những lúc mẹ buồn, những lúc mẹ gọi là bị stress gì đó. Cái điều thứ hai là con làm đẹp cho mẹ. Mà làm đẹp thì phụ nữ nào cũng muốn, không luôn. Anh thích chưa? Cứ nói là thôi mẹ không muốn đâu, mẹ không muốn, mà thì là rất thích. Nhưng mà từ lúc mà cô dâu về thì mẹ công nhận là mẹ trẻ hơn không? Vậy là ba coi chừng đó nha. Vậy là ba chồng phải chăm sóc mẹ nhiều hơn đó nha. Đừng để cơn ho phá vỡ niềm vui của bạn. Thuốc ho nam dược trị ho long đờm, hỗ trợ chống viêm đường hô hấp. Mình có khi nào mà đưa mẹ chồng đi du lịch hay đi chơi đâu đó? Có, đi hoài luôn chú. Ngày mai đi nè. Mày đi đâu? Mày đi Côn Đảo. Vậy là hạnh phúc quá rồi. Anh ơi, mẹ cứ đi đi. Già mới mốt già đi cũng được. Cứ đi đi, ai rủ đi đâu đi phải đi. Không, mình câu này là đúng đó chứ. Giờ cô còn khỏe, con cái rủ đi thì cô cứ đi, cô cứ tận hưởng. Chứ để rồi cái mai mốt ấy, mình yếu, mình không đi được. Ai cũng buồn, con cái cũng buồn mà cô cũng buồn luôn. Thật ra chú thấy hai mẹ con cười rất là tươi luôn. Gần như đây là cái gương mặt mẹ chồng nàng dâu rất là hợp với nhau luôn á. Tuy rằng nó có những cái thứ mà chúng ta từ từ bù đắp thôi. Thí dụ như những sự thiếu sót của con á, mà chú nghĩ rằng là con sẽ có những cái thứ bù lại rồi. Nhưng mà nhớ, những cái bù lại bù đắp lại rồi nhưng vẫn phải sửa những cái thiếu sót đó cho nó trở thành hoàn thiện hơn. Bữa nay con có quà tặng mẹ. Hi, gửi từ vô tư như vậy á. Bà giấu đâu, bà giấu tặng. Đây con có món quà tặng mẹ, tấm lòng thôi nha mẹ. Dễ thương là vậy đó.
Thật ra bé này vô tư nhưng không có vô tâm. Còn nhiều người cũng bị vô tư mà vô tâm. Trời ơi. Này mà nhỏ cái gì con? Này nó cũng bự lắm á. Ôi mẹ cảm ơn con nhiều. Đẹp quá chị, chị nhìn coi. Được không? Đó giờ ông có mua chiếc nào không? Không, ông không có mua. Giờ có người bù đắp. Ông không mua thì có con dâu mua chị. Giờ có hai thằng con bù đắp. Hai thằng dâu bù đắp cho mình thôi. Thấy thương quá à. Chị cũng muốn nói gì với con dâu, cũng mong muốn nó thay đổi điều gì không? Chị cứ mong muốn hai chồng hạnh phúc thôi à. Ông có mong muốn gì hết á. Nghe mẹ con nói chưa? Dạ. Điều này con phải nói lại với chồng con nha. Dạ. Mẹ chỉ muốn như đó thôi mà chị cũng nên nói với con trai chị. Đúng rồi. Cuộc đời của chị á là tất cả vì con, vì cháu hết. Mẹ chỉ mong là con trai mẹ và con Như nó hạnh phúc thôi. Đúng không? Chồng con tên gì? Dạ, tên Diễn. À, diễn viên hả? Con là Như. Diễn Như. Con coi tên phim, Diễn Như phim. Thôi con giỡn. Con được. Không được con. Tên Đạt. Không phải đặt tên phim nữa rồi vậy. Nó có duyên á chứ hả? Bây giờ thì chương trình có một cái món quà đặc biệt dành cho hai mẹ con. Dạ, gấp. Xin mời nhân vật đặc biệt. Chào em. Xin chào chị. Chào mừng em đến với ngôi nhà của mẹ chồng nàng dâu. Wow. À, chào con. Hai bó hoa đẹp quá. Mẹ anh tặng em. Cảm ơn mẹ thời gian qua đó lắng hai vợ chồng con. Không, mẹ đừng có buồn. Mẹ đừng có buồn, tại sao con làm mẹ buồn? Dạ. Tại hai vợ chồng con còn trẻ quá. Dạ. Cái nhiều lúc xảy ra thì làm cho mẹ buồn, mẹ phải khóc. Nãy giờ mẹ khóc đó. Dạ. Nhưng mà mẹ nói cả cuộc đời của mẹ chỉ mong rằng hai con hạnh phúc thôi. Dạ. Con hứa với mẹ điều gì đi. Dạ thì con hứa với mẹ thì nay hai vợ chồng con sẽ không làm cho mẹ buồn nữa. Thì sẽ vui vẻ hàng ngày. Mong mẹ đừng khóc nữa. Cảm ơn con. Dạ. Khóc nữa. Thấy chưa con, những giọt nước mắt đó cũng là những giọt nước mắt cảnh báo của mẹ đối với tụi con. Yeah. Biết là tụi con còn trẻ nhưng mà thật ra hai đứa rất là xứng đôi luôn. Cái tình yêu thương hai đứa càng yêu thương nhau thì mẹ càng hạnh phúc nữa. Thôi cứ nhường nhịn nhau mà sống, hy sinh với cá tính của nhau đi. Yeah, đừng có nào gọi là cá tính quá, đúng không? Đấy, bây giờ nè, mẹ dặn con trai gì dặn luôn nè. Dặn mẹ mong muốn con á phải thương yêu vợ. Yeah. Không có cặp cản. Yeah. Bữa nay tụi con tặng là nước mắt cứ rơi rơi hoài luôn á. Tụi em đã có một cái gia đình tuyệt vời. Mẹ rất là tuyệt vời, ba cũng tuyệt vời, kể cả bà ngoại cũng rất là tuyệt vời. Cái điều còn lại chỉ là ở tụi em cố gắng gìn giữ nhau, nhường nhịn nhau. Có mâu thuẫn phải giải quyết với nhau trong hòa bình, trong êm đẹp và xây dựng. Chứ không phải mâu thuẫn nói ra để mà tranh giành ai đúng ai sai, mà là phải xây dựng. Như vậy mẹ mới hạnh phúc và mẹ mới khỏe được. Mình có muốn nói gì với vợ không? Nữa nên anh sẽ không cọc với em nữa. Mong em luôn tươi cười. Anh ơi nhớ cắt khúc này gửi em. Đúng rồi, mỗi lần cọc mở lên em đừng trả lời gì hết trơn. Anh cọc cái mở đoạn này lên đưa vô mặt vậy nè. Thật ra bé này rất là biết cách để làm dịu những cái cơn gọi là nóng giận đó. Yeah. Cái tính của con rất là dễ hòa đồng mà dễ làm mọi người vui đó. Hãy cứ giữ những điều đó nha. Dạ. Chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công nha. Dạ, dạ. Cũng cảm ơn chương trình rất là nhiều. Tên là Nguyễn Thị Thu, 67 tuổi. Xin kính chào Quyền Linh và MC Hồ Bích Trâm. Dạ. À, với khán giả đang xem chương trình. Cô là đang sinh sống ở đâu cô? À, cô ở Bình Tân. Bình Tân hả? Dạ. À, mời em gái. Dạ, xin chào chú Quyền Linh, chào Trâm. Em tên là Trần Hoàng Yến, năm nay 33 tuổi, hiện đang là diễn viên múa của nhà hát giao hưởng Nhạc Vũ Kịch Thành phố Hồ Chí Minh. Và tính đến thời điểm này thì làm dâu của mẹ được 4 năm rưỡi. À, mình có mấy cháu rồi? Dạ, em mới có cháu đầu tiên, bây giờ cháu được 6 tháng. À, bé trai, bé gái hả chị? Bé trai. À, chúc mừng luôn. À, thêm đứa nữa bé gái là 10 rưỡi luôn ha. Dạ, đúng rồi, cũng đang rang á. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp cô con dâu này thì cô ấn tượng điều gì? Đúng là gặp dâu tới nhà chơi thấy vui vẻ lắm. Với lại lễ phép, quan trọng là lễ phép. Dạ. À, cô giữ ý liền.
À dạ. Gặp là giữ ý luôn. Dạ giữ ý luôn. Vui vẻ mà lễ phép lắm. Dạ. Còn chị thì sao ạ? Lần đầu tiên gặp mẹ thì mình có ấn tượng như thế nào về mẹ chồng chị? Dạ thì trước khi gặp mẹ thì trước đó cũng có nghe bạn bè của chồng á, tại vì là bạn của chồng gần nhà thì nói là mẹ rất là hiền. Yeah. Mẹ nói chung là ở cái khu đó chắc không ai hiền bằng mẹ hết, nên là cái lúc đến nhà mặc dù cũng hơi lo lắng một xíu thôi, nhưng mà gặp mẹ thì đúng là mẹ hiền thật. Mẹ ít nói, mẹ hay cười lắm, nhiều khi gặp cái thì chào bác rồi bình thường, rồi mẹ cứ cười thôi, mẹ nhìn là mẹ cười thôi. Từ lúc mà gặp cho đến cưới nhau thì bao lâu cô? Quen lâu ạ. 9 năm đó. 9 năm hả? 9 năm ạ. Ồ, tức là tụi con quen nhau 9 năm. Dạ, sau đó thì cưới đến giờ là được 4 năm rưỡi. Đến năm nay là năm thứ 5, 5 năm. Là mười mấy năm. Dạ, đúng rồi. Có lẽ rất là quen thuộc với gia đình rồi. Dạ. Như vậy thì khi về làm dâu chắc là đỡ ngỡ ngàng hơn. Dạ. Làm dâu thì con dâu đã hoàn thành như thế nào với nhiệm vụ của mình hả cô? Nói cho đúng ra cũng không có làm dâu nữa. Cứ biết sao là tụi nó có nhà riêng rồi. Rồi lâu lâu về nhà vậy thôi, tự nhiên muốn về mới về nhà vậy đó, rồi nấu nướng đồ ăn rồi thôi, chứ còn không có làm dâu. Nhưng mà cưới liền là ở ý đi liền hay là ở đó một thời gian? Rồi đi liền, tại vì có nhà đi đi liền. Dạ thật ra là cảm ơn mẹ rất là nhiều, là tại mẹ đồng ý cho con trai đi ở rể trước. Dạ. Tức là chồng em ở rể khoảng chừng nửa năm thì sau đó tụi em mới ra riêng. Tại vì là cũng một phần bên nhà mẹ thì cũng nhiều anh chị em đó. Trước chồng em là có tới 4 chị gái và một em trai đó, thì gia đình lúc nào cũng rất là đông vui đó. Mặc dù đầu tiên á, nghe có 4 chị gái thì mình cũng hơi run. Dạ đúng rồi, nhưng mà thật sự thì khi mà bước vào nhà thì cả cha cả mẹ, các chị với lại em á, đều kiểu ai cũng vui lắm. Vui mà kiểu hiền á, chứ không có phải là soi mói hay là coi là mình đi đứng hay mình thế này thế kia, không có cái chuyện đó luôn. Nhưng mà sau thời gian làm dâu 4 năm mấy 5 năm đó, thì cô cảm giác là mình hợp điều gì với con dâu mình và những cái điều gì mà nó chưa hợp? Đúng rồi, thấy cái gì cũng hợp hết á. Dạ. Ví dụ cụ thể đi. Hiền là vui vẻ, tới nhà nó đúng là nhà lúc nào cũng tiếu hết trơn á. Tiếu lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười đó. Nhưng mà mình có hợp về ăn uống không nè cô? Hay là đồ đẹp nè, rồi này kia có hợp không? Ăn uống thì hơi khó chút xíu, dâu hơi khó chút xíu. Khó sao vậy cô? Cũng phải khó, mà điều cá thì tùy theo cá ăn, chứ không phải là cá nào cũng ăn được. Dạ, tức là về khẩu vị á thì mẹ nấu lại rất hợp với em, tại vì là mặc dù em là miền Bắc, gốc Bắc, nhưng mà lại rất thích các món miền Tây, thì vô đúng nhà chồng là miền Tây mà nấu ăn cha mẹ các chị nấu ăn rất là ngon luôn, cho nên là rất là hợp khẩu vị. Chỉ có cái là ví dụ như cá sông thì em không ăn được, thì mẹ biết hết. Nói chung là con dâu không ăn được cái gì là sao cá sông mà ăn được ta? Dạ cũng không biết nữa, nhưng mà tức là không bị dị ứng không gì cả, chỉ là mình thích ăn cá biển hơn, chỉ dạng như vậy đó. Thì cho cá sông mà có hú ăn được. Cá hú là thật ra con cũng chia sẻ dạ không có, tại vì đợt đó là con qua nhà mẹ nấu món đó rất là ngon, cha và mẹ nấu món đó rất là ngon, cho nên lần đầu tiên con thử, thế là tự nhiên lúc đó mới bắt đầu ăn được cá hú. Còn trước đó là không ăn cá luôn. Vậy là mẹ chồng muốn làm gì là phải coi cái món đó con dâu ăn được hay không. Dạ. Không, trước khi về hỏi cho muốn ăn gì mẹ nấu vậy đó. Nó về rồi mình nấu. Dạ. Bây giờ nhà chị qua nhà mẹ cô thì sao không chị? Chắc bây giờ nếu mà không kẹt xe thì chắc tầm 45 phút, tại vì nhà em đang ở Thủ Đức. Dạ, còn nhà mẹ thì ở Bình Tân. Dạ, cũng xa á. Dạ, nhưng mà nói chung là hai vợ chồng cũng hay về thường xuyên. Ngày xưa mà chưa có con á thì gần như là tuần nào cũng về, và nhiều khi về ở đó nhiều khi tuần, hai tuần, có đợt thời gian ở luôn 3 tuần ở đó luôn. Tại vì về nhà, thật ra về bên mẹ rất là vui, mình chưa bao giờ cảm thấy ngại khi mà về nhà chồng hết á. Tại vì là về đó được cha, mẹ, rồi các chị á chăm sóc dữ lắm. Về mà chỉ có chuyện là đi ngủ em, đi vô nằm nghỉ ngơi đi, tại vì thật ra hai vợ chồng là diễn viên múa. Mẹ cũng biết là nhiều khi thời gian mà đi diễn, đi tập á, nhiều khi khuya lắm mới về. Dạ, cho nên là cứ qua là mẹ kêu con đi nằm nghỉ đi, rồi xong lát hồi cái Yến ơi dậy ăn cơm.
mẹ nấu cơm rồi, rồi hôm lại kêu đi ngủ, ngủ xong rồi lại ai dậy ăn cơm tối đi con, cứ vậy hết. Trong mấy tuần đó thì có bây giờ mà mình nấu cơm cho mẹ chồng hả? Dạ dạ có, tức là thật ra trong đợt dịch vừa rồi cũng là một cái dịp để mà tụi con tức là bắt đầu kiểu vào bếp nè, hôm đó cũng nói mẹ ơi hôm nay con sẽ nấu những món này, con tập nha. Con tập rồi có những cái món nhờ mẹ dạy cho để nấu nữa. Tại vì thật ra trước đó cũng không có thời gian ở nhà để mà vào bếp nấu ăn. Rồi một phần là mẹ rồi các chị ở bên nhà nấu ăn ngon quá, xong rồi cứ kêu để mẹ nấu cho ăn đó. Đó, như vậy. Với lại thật ra mẹ hôm bữa mẹ cũng chia sẻ một câu cảm thấy rất là thương mẹ nhiều. Tại vì mẹ nói bây giờ mấy đứa đi làm nó vất vả, thật ra mẹ cũng chẳng có giúp gì được cho mấy đứa cả. Rồi ở riêng nữa không có ở chung với mẹ, cho nên mỗi lần về mẹ chỉ có một cái việc duy nhất để mà có thể kiểu mà giúp cho mấy đứa, đó là nấu những cái món mà mấy đứa thích đó, rồi nấu ăn, rồi hỏi con thích cái gì để nấu cho con ăn. Đó là một cái việc mà mẹ cảm thấy là mẹ làm được cho con. Con nghe chị có nói là anh nhà mình nói là có đi ở rể một thời gian đó chị. Đúng lúc rồi. Đó cô nghĩ như thế nào hả cô? Thôi lúc đó nó nghe mà lúc nó ở chung, còn ở nhà thì tối đi diễn về khuya 11, 12 giờ là thường. Nhiều khi chạy chương trình 1 giờ luôn thì con phải canh cửa mở cửa. Yeah. Nhưng mà nó có gia đình rồi cái mất tiêu im re, tối ngủ cũng không có ai kêu cửa vậy. Mà lúc đó cô khóc biết bao nhiêu, nó tối khóc, buồn khóc. Cái cái nói với chị nó, cái nó mới nói lại trong cái nhóm gia đình có nhóm đó, nhắn tin á. Cái cô mới đọc, cô mới nghe nó trả lời chị nó vậy. Thôi sao mà sao đừng nói, nó em khóc giờ, để khi nào em có thời gian là em về đó. Ra cái từ đó sao cô không nói nữa, buồn chứ như ngày nào cũng mở cửa, có một thói quen rồi. Đúng rồi. Thật ra là chồng con thời gian đó cũng khóc nhiều lắm. Mà tại vì kiểu như là con trai á, cho nên cũng không có để cho vợ biết. Tại vì là nhiều khi dậy thì đang ở rể á, mà cứ khóc hoài nhớ mẹ nhớ cha thì con cũng sốc ruột á. Và sau đó cũng biết, mình cũng chủ động là chồng ơi tuần này á, về nhà với mẹ chơi mấy ngày đi, nói chung mà tuần này không có làm đi làm á, thì chạy về nhà chơi với cha với mẹ bất kỳ lúc nào mà có thời gian, hoặc là kiểu chồng muốn là mình chạy về thôi, không có vấn đề gì cả. Cũng đừng có, tại vì chồng con cũng là kiểu dạng tình cảm mà kiểu ở bên trong nhiều lắm, lạc lòng nó cũng ít khi nào mà nói ra ngoài á. Dạ, cho nên là mình cũng để ý để mà cũng nói với chồng như vậy, rồi cũng biết là mẹ cũng sẽ buồn. Thường mà mấy tuần về nhà mẹ chồng thì em có bao giờ hay tâm sự với mẹ chồng tất cả những cái việc trong cuộc sống, rồi tâm sự chuyện vợ chồng cho mẹ nghe hay là con cái cho mẹ nghe không? Dạ cũng có, tức là đối với mẹ thì nói mà để mà nói là vô phòng nói chuyện riêng hai mẹ con á, thì chắc là chưa có, ít lắm. Nhưng mà thường về nhà cái cũng ngồi cả gia đình với nhau á, rồi kể chuyện, khoe với mẹ, khoe với cha. Tụi con hôm nay mới diễn được chương trình này hay lắm mẹ, rồi hôm nay con được lên tivi đó, sắp tới mở cho cha mẹ coi, rồi kiểu như vậy. Rồi với lại là thật ra thì hai vợ chồng khi mà cưới về rồi cũng ít có những cái chuyện không vui, những cái đó hai đứa có thể tự giải quyết được, cho nên cũng không có nói ra nhiều để cho mẹ buồn. Nhưng có bao giờ là cô thấy con dâu mình với con trai mình là có một chút gì cãi nhau gì không? Không, nói chưa thấy gì hết. Bây giờ con dâu nó mét là chồng nó la nó gì không? Không có mét hả? Không có luôn không? Chỉ có chạy vô mét là mẹ ơi chồng con không chịu ăn. Ý là tới giờ ăn không chịu ăn. Mẹ ơi không chịu ăn rồi kiểu cứ lo làm này làm kia làm việc á. Dạ đó. Sốt rồi, sướng rồi. Là hai đứa thì diễn rồi khi nó ăn uống không đúng giờ đúng giấc là thiếu ngủ. Khi lâu về mắt nào cũng thấy trầm lơ rồi đó, rồi nó bèo nhèo thấy tội lắm, xuống thấy tội lắm kìa. Rồi ép ăn. Người mắt thao láo luôn. Dạ đúng rồi đó. Thấy, diễn ngày diễn đêm quay tới 1-2 giờ sáng giờ khuya. Thật là làm nghệ sĩ nó vất vả lắm. Dạ, dạ. Đặc biệt nghệ sĩ múa còn vất vả hơn nữa. Tổng cục lắm. Tôi thấy thật ra nghệ sĩ múa thấy thương lắm. Dạ. Lao động nghệ thuật gần như là đến mức kiệt sức luôn á. Dạ. Tụi em còn về mảng ballet với đương đại nữa, cho nên là có những cái vở diễn tập cả tháng á, tập cả tháng xong rồi có lúc bị chấn thương, rồi cũng không có dám nói với mẹ đâu, tại vì biết là thật ra ngay từ đầu á em mới là người theo múa trước, còn chồng thì cũng giống như những các bạn
trẻ khác thì tốt nghiệp lớp 12 ra trường rồi cũng định là sẽ theo nghề nhiếp ảnh hoặc là một con đường khác, nhưng mà vô tình là bạn, một người bạn dẫn vào nhóm múa chung thì em là người dạy, tức là giống như là cô giáo vậy đó. Rồi sau đó yêu nhau rồi cuối cùng lại dẫn chồng theo con đường này luôn. Cho nên thật ra ngay từ đầu á, con biết là mẹ cũng cả nhà rất là lo lắng khi mà nghe là chồng em sẽ theo nghề múa. Thứ nhất là lúc đó cũng khá muộn rồi đó, em thì học từ bé nhưng mà chồng thì bắt đầu năm 20 mấy tuổi á, cho nên là khá muộn rồi, cũng lo lắm, con biết mẹ rất là lo. Nhưng mà hai đứa con chỉ biết là cố gắng, tức là ổn định cuộc sống với cái nghề mà mình đã chọn á, rồi mình cứ làm nghệ thuật, mình làm nghề một cách kiểu tử tế, mình hết lòng á, sau này mẹ cũng yên tâm hơn nhiều. Tại vì tụi em thì hiện tại đang cũng cùng là diễn viên của nhà hát giao hưởng, tụi em có cái công việc ổn định, có những cái xuất diễn ổn định, rồi cũng đưa mẹ đưa các chị đi đến để xem tụi em biểu diễn đó, thì bây giờ mẹ cũng yên tâm phần nào. Thì ra cô giáo yêu học sinh. Dạ đúng, cô giáo bắt cóc học sinh luôn. có một lần về hai đứa thấy gì đâu mà nó nghịch chân nghịch đồ tùm lum mà la chưa, để nó bị bông bị vết thương hả chị? Đúng rồi, bông dân cái sốt, cái cô mấy chị nó mới nóng ruột. Trời ơi, mẹ đó phải không biết gì không cho mình diễn không, mà nóng ruột quá tội nghiệp hai đứa. Giờ lúc nào gặp cũng bơ phở trên, gặp thì chỉ ép ngủ ép ăn không chứ không biết ép gì hết. Yeah. Xong cái đợt nó coi diễn hai cha con, hai mấy giờ chồng rồi đi coi á, ủa nó diễn hay mà hai chồng ngồi mà nó là rớn nước mắt luôn á, xúc động á, hay quá. Đúng, hay luôn, tự hào về con. Dạ dạ đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ có thể dạ mình, bây giờ thôi em mời chị qua bên đây nha, giữa hai người phụ nữ đi. Mời chị ạ. À, giờ qua đây là mình sẽ tâm sự chuyện thầm kín nha. Rồi mình làm dâu mẹ là được 5 năm rồi, cái việc mà mình ở chung á thì cũng chưa được nhiều. Nhưng mà có những cái lần mà mình về nhà mình chơi rồi này kia á, thì mình có những cái chuyện nào đó mà mình với mẹ mình hiểu lầm nhau, hay là chị có bao giờ mà to tiếng với mẹ một lần nào chưa, hay là làm mẹ buồn một chuyện nào đó chưa? Thì thật ra nếu mà nói là to tiếng hay là mẹ buồn thì chắc là chưa. Yeah. Nhưng mà cũng không phải là hiểu lầm nữa, chỉ là nhiều khi mình về nhà mình thấy có mẹ có những cái thói quen mà mình cảm thấy mình sót á. Mẹ rất lo về chuyện ăn uống cho các con. Yeah. Nhưng mà bản thân mẹ thì mẹ không có ăn uống đúng giờ, tức là nhiều khi ví dụ buổi sáng mẹ không ăn nhưng mà đến trưa cái nhiều khi mẹ nấu này nọ xong cái mẹ kêu chứ con ăn đi, ăn mấy đứa ăn đi, rồi nói mẹ ăn chung với con đi, thôi mẹ mới ăn rồi lát mẹ ăn, thì đến 3-4 giờ mới ăn trưa, xong nhiều khi buổi tối thì tới 9-10 giờ mới ăn tối, tại vì giờ giấc của mọi người cũng không giống nhau, cho nên là kiểu giống như là ai rảnh thì ăn thôi. Đúng rồi, ai rảnh thì ăn đó. Rồi thì riêng mẹ là kiểu mà cứ ngồi nhìn các con ăn xong rồi lát nữa một mình mới xới cho cơm cặm cụi ngồi ăn. Thì đó, chỉ có cái chuyện đó là mình về mình hay nói mẹ, ý là nói mẹ ơi ăn chung tụi con đi, rồi ăn đúng giờ để cho sức khỏe của mẹ tốt. Còn về việc chăm cháu thì sao ạ? Nhiều khi là hai mẹ con có hợp nhau không? Chứ em là em làm nhiều số là em thấy là nhiều người mẹ nha thì muốn cháu mình là phải như vậy 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 vậy, đúng. Còn mình á thì bản thân là muốn con mình phải vậy 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 vậy, xong rồi hai mẹ con cự cãi với nhau. Mình có chưa? Mình không có. Yeah. Mà là đưa cháu về á, tại vì một phần là cháu không ở chung, cho nên là đến khi mà đưa về với bà nội á thì bà nội sẽ hỏi thăm coi là bình thường cháu thích cái gì, đúng rồi, cháu sẽ làm như gì? Thế nào rồi. Yeah. Kiểu như là thời gian biểu rồi này nọ như nào rồi về á, nhưng mà không hiểu sao mà con mình giống như có một cái sợi dây liên kết á, nó rất là quấn bà nội, mặc dù là không có nhiều. Đúng rồi, nhưng mà cứ về bà nội ẵm là ru ngủ, bà nội cho bú sữa, bà nội ru ngủ là cứ miết vậy đó. Thật ra bản thân mình cũng hiểu một cái vấn đề là bà nào cũng muốn là được chăm cháu, được ôm cháu, được cho cháu ăn, được nói chung là đó là một cái niềm vui của ông bà đó. Cho nên là mình cũng không có quá nặng nề cái chuyện là mẹ phải làm như thế này, mẹ cháu nó như này, mẹ phải làm như này, mẹ làm kia. Thật ra thì mình cũng muốn là bà với cháu lúc nào cũng vui vẻ, cho nên bà cứ muốn sao cũng được. Đừng để cơn ho phá vỡ niềm vui của bạn. Thuốc ho Nam Dược trị ho long đờm, hỗ trợ chống viêm đường hô hấp. Mà trong cái đợt dịch vừa rồi á, là mình không có đi làm được đúng không? Đúng. Rồi mình có về đây mình ở chung với ba mẹ không chị? Hay là mình vẫn ở bên nhà mình? Đợt dịch vừa rồi á thì về đó ở 3 tuần. Lúc đó thì mình có bầu.
mình chưa có sinh em bé. Rồi sau đó thì tự nhiên đến cái tháng cuối thì lại bị huyết áp cao, cho nên là mình sinh em bé sớm, sớm hơn dự định gần một tháng. Thế là hai vợ chồng ở trong bệnh viện á, cũng không có dám nói gì về nhà hết, tại vì biết là mọi người sẽ rất là lo, mà lại còn đang dịch nữa. Sau khi trải qua một tháng ở trong bệnh viện, tại vì là sinh em bé rồi đợi chăm em bé rồi mới đón em bé về nhà, thì sau đó hai ngày thì có tin là gia đình ở bên nhà chồng bị Covid. Cha bị nặng nhất rồi đưa vô bệnh viện. Cha vào bệnh viện khoảng gần 2 tuần thì mẹ cũng vào bệnh viện. Mẹ thì khỏe hơn một chút, tại vì mẹ lúc đó cũng được một mũi vaccine rồi. Cha vào viện khoảng 2 tuần hơn thì thấm hấp. Ba tuần đó mình bị cũng cảm thấy may mắn, bởi vì trước đó chưa bao giờ mà mình ở nhà với cha mẹ lâu như vậy. Thì trong 3 tuần đó, nói chung hai vợ chồng lúc nào cũng kiếm cái này cái kia để quay clip chụp hình cả gia đình. Rồi trên TikTok kéo nguyên một nhà đại gia đình, cả cha, cả mẹ, cả các anh chị em, con cháu chắc á, vô quay clip chung luôn. Thì tự nhiên cảm thấy rất là may mắn khi mà mình lưu giữ lại, mình lưu lại được những cái kỷ niệm. Tại vì mình cũng không biết trước được là cái đại dịch này nó sẽ cướp đi người cha của mình. Đó, thì em cũng xin chia buồn với chị với gia đình. Cô hả? Cô cũng chứ. Dạ. Hốt nhà luôn. Bây giờ nó chứ nghĩ tới buồn vậy lắm. Dạ. Tại vì cháu nội thì ham, nhưng mà chừng có cháu nội rồi thì mắc bị bệnh Covid thì đâu có lo được. Ăn như thiền thì sao mà không có cho ai tới lui được đó. Dạ. Đã có hai chồng ở trong bệnh viện không, tội lắm. Rồi giờ mà nghĩ tới là rớt nước mắt á, không có nuôi được cháu nội ngày nào hết, tội nghiệp. Rồi xui rồi anh bị xui bà ngoại, lo từ mấy tháng đầu lo không. Rồi cô hết bệnh, hết Covid xuất viện về thì bắt đầu nó làm như di chứng, cái chân nó đau đi không được luôn. Mỗi lần bước xuống là nước mắt nó rớt á, đau. Làm cái gì vậy kỳ lắm, rồi cô khóc đau quá, khóc không biết làm sao nữa. Bây giờ đã hết cái kia rồi, bây giờ thêm cái này nữa. Rồi mấy cái này nó cũng khuyên, nó lơm, nó an ủi này kia. Rồi về nó chứ, hỏi chứ cô về cô nằm. Thì lúc đó chưa có đem cái cốt ông về, là mấy ngày sau mới đem về. Cô khóc, cái con gái con nó khóc, mẹ ơi mẹ em đừng khóc, nhưng mà mẹ khóc tụi con sao sống được. Cái là cô ráng, con cô cũng mới lớn rồi mà, nó cũng tội nghiệp, không có người nào lớn nữa. Rồi ráng dằn, chứ cái sức của cô mà theo. Nhưng mà cô vô trong phòng mà cô nằm cô đập giật giả, cô khóc cho mấy đã cái nữ của cô. Tức là cô tức mà cô cái sức cô là như vậy đó. Nhưng mà ráng âm thầm khóc lén con không, là tối nằm ngủ hoặc là trưa là nằm khóc hết. Sợ con nó buồn, mà mình buồn thì con nó sẽ buồn theo. Nó, lúc nó cũng còn khổ lắm. Tới khoảng 3 tháng là bắt đầu mới hết cái chân, hết đau đó. Nó hết sao con nó làm lợi. Lâu lâu con nó sưng lên cái nó làm cái mình đi, mình bước đi không được. Vậy thì lúc đó mình sống trong nhà với ai? Trong nhà với Út, anh trai Út. À, thì con trai Út thôi. Rồi với lại gái thứ năm. Cái thứ năm là bệnh hoạn cơm nước là nó về nó lo cho con hết. Lúc đó mấy cái này thì xanh là cái ngồi tuổi nằm cái tuổi lâu cái gửi clip cho nội về coi sao sao nó lớn từng ngày sao, còn nó xanh tiếng tháng nữa, không có đủ tháng nữa, rất xót lắm, mỗi lần thấy là xót mỗi. Rồi sau đó thì gặp được cháu nội. Chừng mà con hết thiệt khỏe rồi đó, rồi hết cái cách ly đó, hết chương trình 16 đó, rồi bắt đầu mới ẵm cháu ngoại cháu nội về. Trời, lúc đó mừng. Mừng lắm, cưng lắm. Nhưng mà lúc đó bà nội còn yếu lắm, ẵm thôi chứ còn ẩm cháu là ngồi chỗ thôi nha, chứ đứng giờ là đứng không có nổi, lúc nó còn yếu lắm. Thì tội nghiệp mà xui gái. Hồi tội nghiệp nói đúng là tội nghiệp xui quá trời, cực khổ như lắm nuôi. Rồi phải ẩm qua thăm nội xong rồi ẩm về vậy đó, mà đi qua đây lại được mấy lần nữa. Đoạn trường luôn. Rồi chắc mời cô con dâu về đây thôi. Thật ra câu chuyện này mẹ chồng nàng dâu thì cũng rất là yêu thương nhau, chỉ có một cái biến cố mà chúng ta cũng và nhắc lại rồi. Xin chia sẻ cái nỗi buồn đó với gia đình ha. Cảm ơn. Sau biến cố thì gia đình lại càng yêu thương nhau nhiều hơn. Chăm sóc mẹ nhiều hơn đúng không? Dạ đúng. Bây giờ chính ra cô dâu là phải thường xuyên về với mẹ hơn. Dạ, tức là vừa hết chỉ thị 16 một cái á, mà lúc đó là tại vì em sinh mổ á, cho nên là vừa kiểu mà cảm thấy khỏe một xíu á, là cái lần đầu tiên thật sự về là chưa có cháu, tại vì cháu nhờ gửi bà ngoại. Rồi chỉ có hai vợ chồng chạy về, hôm đó là 49 ngày của cha. Thì chạy về chỉ muốn ôm mẹ thôi. Ôm mẹ thật chặt rồi, xong rồi ôm các chị. Nói chung là cái lúc đó tự nhiên á, mình cảm thấy trong cái thời dịch á,
cái chuyện ôm người thân của mình, ở bên người thân, ôm người thân của mình sao mà nó xa xỉ quá. Lúc đó chị muốn chạy về thật nhanh, không nói gì hết, chỉ có chạy vô thấy mẹ đang ở trong phòng là hai đứa lao vô ôm mẹ. Ôm thì lúc đó mẹ mới bật khóc, tại vì cái hôm mẹ từ bệnh viện về á là tụi em thì vẫn phải ở nhà, không có thể nào mà đón mẹ về được. Cứ theo dõi là trên group gia đình á, là các chị các em báo lên là mẹ về tới đâu rồi, nó đến đâu rồi. Xong rồi chân thì đau nhưng mà người ta lại kiểu thả lộn nhà một xíu lại phải đi bộ về, nhưng mà cũng không gọi điện nói ai ra rước hết á, chỉ có cứ thế cứ nhích từng bước đi về á, nghe nhưng mà đau lòng lắm. Sau mấy tháng mà lần đầu tiên con dâu ôm mình á thì cảm giác cô như thế nào không? Ấm áp lắm, hạnh phúc lắm. Hai đứa con nó đúng là lúc xuống về xúc xuất viện về rồi thì đứa nào cũng ôm trơn, kiểu như dạng như chết đi sống lại, mà bệnh cũng nặng lắm, lực của con cũng nặng lắm, rồi đứa nào cũng ôm mà mừng ôm mà khóc thấy thương lắm, đứa nào cũng ôm trơn. Sau đại dịch thì chúng ta cảm giác là chúng ta cần yêu thương nhau nhiều hơn, cần ôm nhau nhiều hơn. Những cái ôm đó nó ấm áp làm sao đó, ra ngày thường thì mình thiếu những cái ôm như thế. Sau đại dịch chúng ta mới thấy rằng ôm quan trọng lắm, nó quý vô cùng luôn vậy đó. Quyên lắm, điện thoại lâu điện thoại nhắn tin vậy. Mẹ ơi mẹ đừng buồn đừng lo, lúc nào sau lưng mẹ cũng có tụi con, dễ thương lắm, điện thoại nhắn tin hoài. Dạ. À, ngủi mẹ. Con đang giữ trên tay đây là một lá thư. Đây là lá thư của con dâu thứ bảy của mẹ. Dạ, con gửi cho mẹ nha, để cho mẹ đọc nha. Bây giờ còn biết thư tay là hiếm lắm luôn á. Bao nhiêu tâm tư ở trong đây. Kính gửi mẹ Thu, người mẹ chồng tuyệt vời của con. Mẹ ơi, con về làm dâu của mẹ tính đến thời điểm này cũng đã gần 5 năm rồi. Mà thật sự chưa bao giờ con nói với mẹ là con thương mẹ nhiều lắm. Con luôn biết ơn cha mẹ, các chị, em vì từ ngày tụi con mới quen nhưng thôi cả nhà đã luôn yêu thương con như là con ruột trong gia đình. Dù là con dâu nhưng con luôn được tôn trọng, được quan tâm, chăm sóc y như con gái của gia đình mình vậy. Có lẽ chẳng ai làm dâu mà sướng như con cả mẹ hả. Dù con chẳng giỏi giang trong chuyện bếp núc, chẳng khéo trong việc chăm sóc nhà cửa, suốt ngày chỉ biết đi múa hay cùng chồng bày ra lắm trò để làm cả nhà mình luôn vui vẻ thôi, nhưng từ đáy lòng con thực sự mà rất yêu thương gia đình của mình. Và con thực sự muốn gửi ngàn lời cảm ơn, ngàn cái ôm, ngàn cái hôn đến cha mẹ, các chị, các em, các cháu, gia đình thứ hai của con. Mẹ ơi, giờ thì chị em tụi con chỉ còn có mẹ, mọi chuyện cũng đã qua rồi, dù khó có thể quên được. Và con biết mẹ không muốn tụi con lo lắng, nhưng điều mong ước duy nhất của chị em con hiện giờ là mẹ mạnh khỏe, sống vui vẻ bên các con và các cháu. Mong mẹ hãy cứ sống thật thoải mái, buồn có thể khóc, vui có thể cười, muốn ăn gì thì ăn, muốn mặc gì thì mặc. Và mẹ hãy yên tâm là sẽ luôn có tụi con ở bên mẹ, và mẹ đã sống về tụi con và gia đình quá nhiều rồi, giờ xin để tụi con được hai cha chăm sóc cho mẹ, làm cho mẹ vui và hạnh phúc. Mẹ nha, con yêu của mẹ. Ai sao đêm cho con sáng soi là mẹ yêu, khúc hát dù con trong giấc mơ là mẹ yêu. Mẹ là cánh chim cho con bay thật xa, mẹ sưởi ấm trong tâm hồn con mẹ yêu, dắt con đi qua bao nỗi đau là mẹ yêu. Hình ảnh hôm nay nó sẽ lan tỏa đến hàng triệu gia đình của Việt Nam. Mong rằng mẹ chồng nàng dâu có những giây phút hạnh phúc như thế, có những cái ôm như thế, có những giọt nước mắt hạnh phúc như thế. Hãy yêu thương mẹ chồng của mình như là mẹ ruột của mình, và yêu thương con dâu của mình như là con ruột của mình. Đó cũng chính là thông điệp của chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Cô cảm giác thế nào? Nhưng mà nói cho đúng ra từ lúc mà con cưới tới giờ, hoặc trước khi quen là con cũng nghĩ là lúc nào cũng lặng gái, chứ con cũng nghĩ là con dâu. Mà ở nhà có dâu út cũng vậy, rể cũng vậy, con nghĩ giống như là con trai với con gái trong gia đình rồi đó, chứ không bao giờ con nghĩ là dâu hoặc rể hết trơn á. Ra gia đình thoải mái lắm, nói chuyện rồi cũng tự nhiên lắm. Đây là lần đầu tiên mình nhận một bức thư đầy cảm xúc như vậy đúng không cô? Cảm xúc. Dạ, con nghĩ đây là một cái tình cảm rất là chân thành từ chị, và con mong là cái tình cảm này của hai mẹ con mình á
sẽ duy trì mãi và luôn hạnh phúc và vui vẻ nha cô. Dạ. Bây giờ con sẽ đưa một nhân vật bất ngờ vô cho mẹ với lại cô nha. Chị chị nha. Trai. Rồi, về đi. Dạ, mời anh ngồi ạ. Sao hôm nay thì mẹ chồng nàng dâu đã có một cái ngày trao đổi tất cả mọi công việc ha. Em cũng muốn nói gì với mẹ với vợ của em không? Dạ thì em xin chia sẻ nói chung là niềm hạnh phúc của em nhất á là em tìm được một người chị kỹ mà cùng mình yêu thương gia đình mình là điều hạnh phúc nhất mà em mong mỏi nữa. Và có thể là sinh được một đứa bé trai cháu nội để cho ông bà, để cho mình niềm hạnh phúc lớn nhất của em. Dạ, em cũng cảm ơn mẹ là lúc nào cũng ở phía sau chịu đựng và ủng hộ cho tụi con. Và em cũng xin cảm ơn vợ là tại vì cùng em yêu thương cha mẹ của em giống như là cha mẹ ruột vậy đó. Bản thân tụi em cũng khó lắm, khó vượt qua lắm. Thì em biết là cái nỗi đau của mẹ nó lớn nhiều tại vì thiếu cha trong nhà đó. Hiện tại tới bây giờ chị em giống bị trầm cảm nè. Mỗi người nhiều khi không dám nói chuyện với nhau nhiều. Thì em cũng mong mỏi là mẹ cứ thoải mái rồi hy vọng là mẹ sẽ đi chơi thăm người thân, nhất là bà con. Có bà con, những người cùng thời với mẹ, cùng chia sẻ yêu thương mẹ, rồi giúp cho mẹ tìm lại được niềm vui trong cuộc sống. Và mẹ được đi chơi, mẹ được vui vẻ, chụp hình đẹp nó gửi về cho con cái coi là tụi em hạnh phúc lắm. Đúng rồi. Yeah. Bây giờ hai vợ chồng phải tổ chức cho mẹ đi chơi, tạo điều kiện cho mẹ đi chơi bất kỳ nơi đâu mẹ thích, mẹ muốn ha. Được không cô? Dạ được. Rất là vui. Rồi bây giờ trước khi chia tay chương trình thì hai vợ chồng sẽ tặng một cái bài nào đó dành cho mẹ, đặc biệt cho mẹ và cho chương trình. Dạ trước tiên cho tụi em có một món quà nhỏ. Thật ra thì trong cái thời gian làm dâu á thì hai đứa em lúc nào cũng kiểu đi đâu thấy cái gì á, thấy hợp hay là thấy nghĩ mẹ thích là cũng đều mua cho mẹ hết. Nhưng mà ngày hôm nay thì con xin được có một món quà nhỏ tặng cho mẹ. Đây là món quà không phải của riêng tụi con đâu, của tất cả anh chị em, chị em con gửi tặng cho mẹ. Mẹ cũng có thể coi được là tụi em con thay cha tặng cho mẹ. Con nghĩ là cha cũng muốn tặng một cái món quà gì đó cho mẹ, nhưng mà cha chưa có cơ hội, cũng không có điều kiện để cái thời điểm trước đó để tặng cho mẹ. Cảm ơn mẹ quá. Đây mẹ cầm đi, con hái lên nghe luôn nha. Mẹ cảm động quá, xúc động quá. Đó, rồi bông cũ kỹ rồi cất vào đi, xem nó là một kỷ niệm ha. Bây giờ mình đeo bông mới vào, bắt đầu bây giờ nó sẽ là một cái không gian mới, một thời gian mới, một cuộc sống mới vui vẻ lên. Để chúng ta tận hưởng tất cả những gì còn lại, tận hưởng những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống, để chúng ta vui hưởng tuổi già hả cô ha. Đẹp rồi, chúc mừng luôn. Tươi sáng rồi. Một cái món quà nữa gửi dành cho mẹ cũng như chương trình. Xin mời hai vợ chồng. Cái này em cũng chưa chuẩn. Có nhạc không vậy? Còn nhạc không? Em hát cho chị múa nha. Hát bài gì nữa? Điệp khúc. Cảm ơn hai chồng rất là nhiều.